tiến hành kiểm tra thì xác định hai đối tượng lên lắc và hai
với công an địa phương xác minh danh tính vợ tại Nam Định.
sinh hóa vào ngày 26 tháng 4 năm 2006. Anh làm gì ở đâu? Ngày 26 tháng 4 tôi nhà ở bên đó á. Còn đây 26 tháng 4 Yeah.
Tây Bắc, thậm chí là thuộc Tây Bắc. Cho nên nó làm thuộc Tây Bắc cái gì? Sau khi các đối tượng thừa nhận hành vi, công an điều tra đã tổ chức thu hồi lại toàn bộ tài sản, tư trang của các nạn nhân mà chúng đã cướp mang đi tiêu thụ tại các chốt kiểm soát. Sau khi cướp được ma túy trên, lâm cả hai người đã bị bắt giữ trên này. Lâm Đồng. Thank you.